Đây, em Tuấn tiếp tục giới thiệu cho các bác một số mặt hàng loa, rất là nhiều luôn, loa âm ly đều của Đức, Đức hết ạ. Đức tất các bác nhé. Các bác đợi em sẽ làm lần lượt các clip cho các bác luôn, lần lượt các clip cho các bác. Đây là những mặt hàng loa âm ly, tất cả hàng này đều bao tình trạng hoạt động tốt hết cho các bác. Nên các bác yên tâm nhé, kênh của em giới thiệu lâu rồi, các bác biết rồi. Còn trước khi vào giới thiệu thì cũng ghé nhờ các bác qua đăng ký thêm giúp em Tuấn cái kênh Tuấn Âm Thanh Bãi này. Bởi vì tới đây là bây giờ ấy, hiện tại bây giờ tất cả các nhạc bản quyền em test loa em đều test sang cái kênh này. Có để ý hộ em nhé, em đều test qua cái kênh Tuấn Âm Thanh Bãi này. Đấy. Do vậy mà em nhờ các bác qua đăng ký thêm nhé, thêm cái kênh này thôi. Kênh Tuấn Tuấn Âm Thanh Phú Thọ thì em vẫn đăng, của kênh Tuấn Thảo Âm Thanh Phú Thọ thì đang bị khóa. Mở lần này khóa tiếp nữa là lại thôi. Nên là đấy, một số bác nào gọi thì gọi lại nháy đấy, khổ thế đấy. Đấy, nên là báo cáo các bác là nên cũng nhờ các bác qua đăng ký thêm giúp em cái kênh này để em test một số dòng nhạc, cho các bác nhé. Rồi bác nào gọi thì thông cảm giúp em để em quay bài chút cho các bác đã. Bây giờ gọi mà nghe các bác thì không làm thế nào ấy được. Đấy, thì mời các bác, cái dãy này em vừa làm một clip cho các bác rồi. Mời các bác ra tiếp ngoài này thì ở đây, ở đây thì với báo luôn cho bác đây là con đẩy này là con đẩy ấy, anh em đã để ngược rồi, anh em để ngược đẩy rồi đấy, anh em để ngược đẩy rồi đây, bác nhìn xem, anh em để ngược đẩy này, đây con đẩy H600 mức giá 4,8 triệu nhé, 4,8 triệu thôi, để còn con mới về con này đã để cho bác 3,9 triệu đi, H00 là con này nữa. Con này là con vang X, con này X5 này, con vang X5 này báo cáo các bác là con này là trước ở toàn hai mấy, để cho bác 1,9 triệu nha, 1,9 triệu ok nha, 1,9 triệu con vang này, con này cơ lai số nha, có lai cơ nên rất là tiện, các bác có thể chỉnh trên nút này, 1,9 triệu, 3,9 triệu con này đánh bắt 30 ok nha. Sang tiến tiếp tục đây. À, đó là đôi loa telephone ken phải như mới luôn, chiều ngang 25 26, chiều sâu nó tầm khoảng độ 16, chiều cao 1 2 chiều cao 50, đôi loa telephone ken này, mặt trước này như thép telephone ken, một bát tròn trên này, bát bầu dục à, đây bát bầu dục này còn dài, đôi loa telephone ken VKB60. Ấy già, con này chơi cả bát cả toàn giải, mới lo toàn giải rồi. Wow. Đây này bác ơi, Made in Germany, trở kháng 4 ôm. Mức giá 6,8 triệu. 6,8 triệu. Các bác gõ thêm tham khảo thông số đi. Đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Rất đầu những căn phòng chung cư nào bác rước con này về. Sang đến đây đó là đôi loa Philips. Em mở mặt trước cho bác nhìn này. Đây em quay một số con mặt sau cho bác nhìn qua thì không chút nữa lên bảo. Đấy bác là nhìn. Mặt sau bác nhìn qua đi. Không chút nữa để bà giới thiệu nó lại không rõ. Đây, mặt sau con Philips đây, chưa mở cái căng đây. Philips. Ok chưa? Đây. Ok chưa? Đấy. Còn Philips đây à. Còn Philips Max 70W, trở kháng 8 ohm. Made in cái gì đấy bác? Bác đọc hộ em đi. Em bó tay. Đấy. À, Philips model là 482. Tép đồm. Quá đẹp cho các bác luôn. Đẹp mỹ mãn ạ. Con này mức giá 4,8 triệu. 4,8 triệu. Sang đến tiếp tục đôi loa này nữa. Lại đôi loa Philips tiếp ạ. Nhìn nó phê luôn các bác. Philips này nhìn phê lắm. Con này trước em nhớ em bán một lần cho các bác rồi. Về cái là các bác tranh nhau con này không đơn giản đâu. Không phải cũng có đâu các bác ạ. Lâu lắm rồi đấy mới có đấy. Ui, chặt quá con này, bát lục giác
Đấy, đây bát lục giác đấy, bát lục giác đẹp chưa, ui trời trời, ui bát lục giác. Con này kích thước chiều ngang nó tầm khoảng độ này, một gang nó tầm khoảng độ 53 55 53. À, mức giá là 8 triệu 900 nghìn, 8 triệu 9 con trong mình con này, chiều ngang này, một gang nó tầm khoảng độ 2 gang tầm 35, chiều sâu nó tầm khoảng độ 21, chiều cao như này 1 2, chiều cao nó tầm khoảng độ 46 đến 48. Mức giá 8 triệu 9 đô la Philip. Tiếp tục sang đây, đó là đôi RFT cũng hàng của Đức luôn, RFT K150 chở kháng 4 ôm, made in Germany, toàn hàng Đức thôi, toàn hàng Đức đấy. Con này nó chưa kiểu này các bác ơi. Này ui ui rồi, phê chưa ạ, nó nhìn này đúng chất loa Đức chưa ạ. Con này kết tái tê, nhìn thế này còn không lấy thì lấy cái gì à các bác, loa này không lấy thì lấy cái gì. Nhìn cái vú nó to không, cái con này, cái nón nó đặc sắc, nó khác những con loa khác, nhìn cái nón nó to, ui trời trời, như đầu ti luôn đấy. Mức giá 4 triệu 8, 4 triệu 8 con này. Sang đến tiếp tục con này nữa, đó là con kép Uniqui, kép Q50. Con này con kép Q50, được chưa, nó thích cái này, kép Q50 150W, một loa trở kháng 6 ohm, được chưa, made in England, là của Anh Quốc, loa này chắc chắn là England. Đây, dập cả kép logo chìm hết đây. Em cậy mặt trước cho bác nhìn nhé, này, rất là đẹp luôn. Ok chưa, một lỗ thông hơi phía sau, một lỗ thông hơi phía trước. Ok, con kép Q50 này cái chân đế nó rất là to, mình đo trên này thì nó không ra được hết kích thước phía dưới nhé. Kích thước phía dưới của nó đây, nó phải lên đến 36, 36, 38 này, chiều sâu ấy, là tính cái đế kìa. Cái chiều ngang này cũng vậy này, chiều ngang trên này thì 20 nhưng ở dưới nó lên đến 24, 25 cơ. Đấy, còn chiều cao thế nào, 1, 2, 3, 4, chiều cao nó tầm 85, 83, 85, mức giá 8 triệu 900 nghìn. Và đặc biệt em nó là loa đồng trục, đây chưa, bác nhìn thấy chưa, con tép trong này nữa này, loa đồng trục nhé. Đấy, đồng trục nó cái đỉnh. Sang tiếp tục con này nữa, đó là con Saba toàn dài 8 ohm. Con này model của nó là 10HK 8 ohm nhé, 10HK. Đây, con Saba được cái mặt, mặt nó thiết kế này quá đỉnh luôn. Thời gian em sẽ khui hết. Mức giá 4 triệu 8 con Samba này, nó là toàn giải đấy ạ, toàn giải nhé các bác nhé. Giới thiệu nhanh cho bác chưa. Còn đây, bộ rè pao này cho bác 15 triệu 8. Con rè pao Adecom, Adecom nhé, Adecom. Chưa rè pao này nó mới khủng, 15 8. Sang đến đây nữa, cho các bác từ từ đi. Tiếp tục đôi loa Cutton, Cutton nhé, đôi loa Cutton. Đây, Cutton của Đức, một loa, hai loa, ba loa, trung đom, tép đom hết, vỏ đều là thép. Con Cutton này nhá, hàng nặng như cối đá của Đức, mức giá 8 triệu 8. Con loa Philips, à chứ, con đồng ly Philips, một giá 10 triệu 800, 720. Con Elac của Anh Quốc, âm ly Elac của Anh Quốc, model 2000, 11 triệu 900. Có clip giới thiệu riêng đội này rồi, đèn vu đẹp này. Con âm ly Saba 9120, giá 9 triệu 900, 9120, Saba 9 triệu 900. Size con này thế nào, 1, 2, 3, size con này nó phải 6 mấy, 5, 8, 60. Tiếp đây nữa, con Adecom, âm ly Adecom model là 510, 6 triệu 9, Adecom, bác nào có nhu cầu. Con NAD, đây này, những bác cũng giữ con này phải đánh loa Đức này, giá hợp lý, phê. Con NAD,
triệu 9. ND này model là 7020 nhé. Tiếp tục còn NAD nữa, 7130 phía dưới 6 triệu 8. Hàng loạt Đức phê đi. Và dưới cùng đây nữa, nó là con Lenco R25 Deceiver nhé. Giá 8 triệu 9. 8 triệu 900 nghìn. Rồi, em chào các bác.